Phương pháp tác ý trị bệnh. Tác giả Trưởng lão Thích Thông Lạc. Dĩ dân con cũng nhớ mẹ đuổi. Đây thì có lẽ là năm qua thì con tự nhiên là áp huyết rất cao. Thế và thêm một cái suy nhược tuần hoàn não nữa. Thì tự nhiên con cứ thấy choáng váng đầu và nó rất là chóng mặt và rất là mệt. Thế là uống thuốc cũng vẫn cứ mệt. Thế con nghĩ là trong những đấy thì con chỉ biết là con làm tĩnh tâm và con đưa vào hơi thở và con tác ý để người bệnh. Nhưng mà nó cũng nghe hướng nó cũng chống đối lại rất là nhiều. Nó chưa thể nào nghe lời mình được. Thế như là con cũng phải dùng thuốc mất một thời gian. Thì bây giờ thì con nghĩ là vào đây con không dùng thuốc. Thế thì không dùng thuốc. Bởi vì bác sĩ nói là vậy các huyết cao của con thì cũng không phải thuốc đến lúc chết. Thì đấy, nhưng vì nhiều người nếu không dùng thì dùng nó đột những tai biến mạch máu não thì nó sẽ nguy hiểm. Nhưng là con xin là con bây giờ thì con cũng khá nhiều rồi, vẫn còn, nhưng mà con nghĩ là con vào đây lần này là con xin đẩy bác sư và con không uống thuốc nữa. Và con sẽ tìm qua đây thì con không uống thuốc nữa. Và con sẽ thầy sẽ dạy cho cách thức nhiếp tâm. Rồi nhiếp tâm xong rồi thầy mới dạy cho con ăn trú. Vì không có thời gian phải tập luyện nữa, ăn trú rồi bắt đầu mới đủ luyện nghĩa nó có. Cho nên như vậy mà sống ở đây, thí dụ như theo mấy con tùy theo. Bây giờ thì trong khi đó mấy con không ăn cứ theo thì có cái gì thì mấy con cứ uống. Nhưng mà khi mà thầy dạy nhiếp tâm, mà khi mà được ăn uống rồi thầy bảo bây giờ giúp thuốc. Và lúc bây giờ thầy biết mấy con có đủ cái khả năng để mà đối trị với cái bệnh của mấy con rồi. Còn mấy con chưa đủ khả năng thì mấy con đừng có giận. Khi nào mà thầy cho bây giờ không cần uống thuốc nữa, mấy con đủ khả năng mà chiến đấu với bệnh thì lúc bây giờ mấy con không uống thuốc nữa. Nhất định là ôn pháp mà vô được chống lại với cái nghiệp thân của mình, cảm thọ của nó cái bệnh thì mấy con sẽ phục hồi lại cơ thể một cách rất dễ dàng, không có khó. Thầy dạy của mấy con tập cho kỹ lưỡng thì mấy con thấy bây giờ thầy dạy từ một cánh tay đưa ra hoặc từ một cái hơi thở hít vô thở ra, rồi mấy con thấy từ một hơi thở cho đến năm hơi thở, từ 5 hơi thở đến 10 hơi thở, từ 20 hơi thở 30 hơi thở, xong rồi thì trong cái khoảng thời gian đó nó là 30 phút. Thì cộng lại cái số thời gian mà tu tập trong một buổi 30 phút đó, nó được bao nhiêu thời gian mà nhiếp tâm và không có niệm. Thì lúc bây giờ thầy căn cứ vào cái chỗ mà không niệm của mấy con đó, thì thầy dạy cho mấy con an trú. Mà khi an trú được rồi, mà trong khoảng thời gian mà có cái khoảng thời gian nhất định rồi, thì thầy bảo về việc không cần uống thuốc đâu. Các con đủ sức để mà đương đầu với cái cảm thọ, cái lệnh của các con. Thì lúc bây giờ mấy con sẽ sử dụng cái pháp an trú được rồi, mấy con sẽ dùng cái pháp đẩy lui cách dễ dàng, không có khó. Yên tâm, con đến đây gặp thầy rồi thì bệnh nó sẽ chạy mất hết, không có bệnh nào mà dám vào đây. Dạ, mạnh khỏe mấy con. Con xin thầy, con thành tâm ạ. Con xin được thầy. Con được thầy mà con thì cách đây mấy năm, 3-4 năm rồi. Thì mà con bị cho bệnh vô cổ, con xin phát của thầy, thầy cho con phát thì ra con được vậy rồi. Vậy nhưng mà con đến là con cũng chẳng biết giờ mà viết một cái thư để là xin thầy là thầy đã cho con phải loại như vẫn chẳng gửi được thư cho thầy mà con xin cháu hối thầy. Rồi nó chào đấy. Hết bệnh là. Bây giờ con xin thầy là con thì tôi bệnh là ví dụ con như nó viêm họng hạ thế ạ, nhưng mà bị cảm hay bị gì đó thì cái họng của con cứ đắt mà nó viêm như mấy ngày thì là nó có ho cả. Thế chứ cũng không phải là đau đớn là đâu cả. Thưa thầy, thế thì con chỉ xin thầy thầy dạy cho con cách mà làm sao mà con để con đỡ được bệnh, vì không con hay bị ho nó của con thì con nhất định con không uống thuốc. Từ cái ngày mà con bị yếu cổ đấy là thầy dạy con, là con cũng quyết định là con không uống thuốc. Con nghĩ là con cứ ôm chặt tháp thôi của thầy thôi, con không uống thuốc thì là của đội con vẫn là cứ giấu các cháu ở ngoài. Con bảo này dạ không mẹ thuốc uống giờ rồi thì cứ bắt uống mãi cứ đủ thôi chứ cứ uống gì. Nên là thật ra con chỉ ôm tháp rồi, con thầy thầy thì là con hiện nay thì con vẫn còn cứ là con cứ bị ho ho ấy, kiểu ví dụ là ho ho như là kiểu mà thời tiết ấy thì con lại bị là nó như là viêm họng hạ ấy, thì tôi cảm
7 ngày hay 10 ngày thì nó vẫn bị như thế, con lấy được nhưng mà nó hơi lâu. Thế mình bán nó vẫn còn ngậm một chút cái chanh muối ạ, con thầy khó thế đấy, con xin thầy dạy con để con không có ghi được hả con? Dạ, vâng, cứ mạo hạt đấy, con xin thầy dạy con. Thầy bắt đầu bây giờ mấy con vô đây thầy dạy cho trị bệnh chứ không có cách nào tu để trị bệnh. Dạ. Tu để đuổi bệnh chứ không có gì, để đem lại cái sự bình an cho cái thân của mình để khi chết mình không bị những cái nghiệp bệnh nó hoành hành nó làm cho mấy con khổ như vậy. Dạ. Khi mà đau thì mình biết mình là khổ như vậy. Khổ lắm đấy, cho nên như vậy mà chuẩn bị cho mình có được cái sự nhiếp tâm, có được sự an trú rồi thì mới vững vững mà khi mà có bệnh đến với thân của chúng ta mà chúng ta sẽ đi ra được. Chứ còn nhiếp tâm mà chưa được an trú, chưa được làm một nỗi lo, làm một nỗi lo. Cho nên như vậy mà hôm nay mấy con vào đây thì mấy con phải nhớ kỹ tập nhiếp tâm, nhiếp tâm cho cẩn thận kỹ lưỡng nhất cho được. Rồi được rồi thì tập an trú cho được, an trú cho được thì mới vững vững. Chỉ có 30 phút thôi, thầy nói vậy, mấy con ngồi nhiều lắm, 30 phút thôi, ráng cố gắng. Mấy con thấy cái tính lực của mấy con, cộng với cái sự mà tu tập của mấy con thì cái bệnh nó có giảm, nó có bớt. Nhưng mà sự thật mấy con chưa được nhiếp tâm và an trú được, chứ mà khởi nhiếp tâm an trú được thì không có bệnh nào nó tác động vào mấy con. Khi mà đụng mấy con thì mấy con thấy nó tàn rồi. Cái bệnh mà duyên bằng ngạc là tại vì cái phế quản của mình khi mà thời tiết nó thay đổi là nó bị viêm liền rồi, cho nên nó bị ho. Cho nên vì vậy mà cái cơ thể của con coi như là nó cũng có cái tật ở đó rồi. Cho nên hễ mà thời tiết nó bình thường thôi mà hễ nó có thay đổi cái bắt đầu con bị ho, một lạnh quạt nóng nó cũng ho, là bệnh không ho. Cho nên nó là nhưng mà nó ho không phải là ho nhiều như cái người bệnh ho. Nó phải viêm nó thôi. Viêm phế quản một ít thôi. Cho nên vì vậy đó mà nó không bao giờ dứt, không bao giờ dứt. Coi như cái chỗ đó là cái chỗ mà hậu hạt của mình, cái chỗ nó yếu. Cho nên ảnh hưởng thời tiết là nó bị vậy. Nó bị rồi con ho. Cho nên nó thấy sao mà đuổi nó thì nó cũng đi đó, mà sao lại nó không hết luôn. Khi nào mà con được vào thiền định rồi cái cơ thể con nó sẽ hết, nó sẽ không còn. Còn bây giờ nó chưa có được vào định. Nó bị, nó không có gì hết.